Thực hiện kế hoạch số 324 ngày 18 tháng 1 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre về triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cuộc phỏng vấn bà Phạm Thị Thanh Thảo, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Mỏ Cày Bắc về nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2024. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa đồng chí, căn cứ vào nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2024 của bí thư cấp ủy, xin đồng chí cho biết những nội dung trọng tâm đặt ra cho bản thân trong thực hiện nhiệm vụ được phân công trong năm 2024. Để thực hiện tốt cái nhiệm vụ được phân công thì tôi sẽ cùng với tập thể quyết liệt thực hiện chủ đề năm 2024 của tỉnh ủy: dân chủ, kỷ cương, đồng thuận, sáng tạo, phát triển. Chuyên đề năm 2024 về việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Và đặc biệt đó là chủ đề của huyện ủy bứt phá bằng các cái công việc cụ thể. Đó là trước hết thì sẽ tiếp tục củng cố, kiện toàn và sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo hoạt động hiệu quả, xây dựng tư tưởng tiến công, nâng cao cái tinh thần trách nhiệm, nói đi đâu với làm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của huyện, nhất là người đứng đầu ở các cơ quan đơn vị, và lãnh đạo tốt công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển và đào tạo bồi dưỡng cán bộ, tập trung xây dựng chi bộ 4 tốt, đảng bộ 4 tốt, chi bộ ấp khu phố trong sạch vững mạnh toàn diện theo quy định số 948 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, và quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên, chú trọng là phát triển đảng trong lực lượng dân quân cũng như là trong các cái doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh. Ngoài ra tôi cũng sẽ tập trung lãnh đạo tốt cho cái chương trình kiểm tra giám sát trong năm 2024 với phương châm đó là lãnh đạo nội dung gì thì kiểm tra giám sát nội dung đó, và chú trọng nội dung hình thức các cái cuộc kiểm tra giám sát làm sao là đảm bảo đạt hiệu quả, chất lượng và ngăn ngừa các cái trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó thì cũng sẽ quan tâm trong cái việc là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mặt trận, các cái đoàn thể và các hội quần chúng, nhất là trong tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân để thực hiện tốt phong trào thi đua đồng khởi mới, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa đô thị văn minh, và tích cực tham gia các cái công trình, dự án cũng như là giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Ngoài ra thì làm sao là đối với mặt trận, các cái tổ chức thành viên phải phát huy tốt với vai trò giám sát, phản biện xã hội, và trong đó thì làm sao là thường xuyên quán triệt, giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nâng cao nhận thức về công tác dân vận chính quyền gắn với đạo đức công vụ, văn hóa công sở, có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, thực hiện tốt với cái phương pháp làm việc đó là nghe dân nói dân hiểu, hướng dẫn dân làm dân tin, và tăng cường lãnh đạo công tác cải cách hành chính trong hệ thống chính trị, cải cách chế độ công vụ, công chức, và tạo môi trường thuận lợi để cơ sở sản xuất kinh doanh doanh nghiệp trên địa bàn có thể là đầu tư phát triển. Bên cạnh đó, trong các cái hoạt động thì tập trung thực hiện có hiệu quả 3 mục tiêu của chuyển đổi số. Xin đồng chí cho biết để thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, bản thân đồng chí cần tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu như thế nào? Bản thân tôi cũng sẽ quan tâm tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, về công tác phê và tự phê bình, cũng như là các cái nội dung có liên quan. Trong đó về tư tưởng chính trị thì tuyệt đối trung thành, tin tưởng vào sự lãnh đạo, có tư tưởng tiến công và tích cực học tập, nghiên cứu cũng như là tìm hiểu những vấn đề mới để từ đó có thể là cập nhật được kiến thức và củng cố tư tưởng chính trị, chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức đảng, nói và làm theo nghị quyết và không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị. Đối với đạo đức, lối sống và tác phong thì cam kết là thực hiện tiết kiệm, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, tích cực rèn luyện, giữ gìn đạo đức, lối sống trong sạch, giản dị, có ý thức nêu gương, gắn bó với đồng chí, đồng nghiệp ở tại cơ quan cũng như là nhân dân ở các địa phương, và phấn đấu rèn luyện phong cách làm việc cụ thể, khoa học, phong cách lãnh đạo, dân chủ, quyết đoán và sâu sát. Đối với công tác phê và tự phê bình thì bản thân cũng sẽ gương mẫu trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, tự giác trung thực, công tâm, chân chính, cầu thị, và đặc biệt là phải mạnh dạn bảo vệ lẽ phải cũng như là quyền lợi chính đáng của đồng chí, đồng nghiệp cũng như là nhân dân.
Đối với quan hệ với dân thì cũng sẽ quan tâm trong cái việc gắn bó gần gũi với địa phương, người dân khi mà đến công tác, và xây dựng tốt cái mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền, nhân dân nơi cư trú và gương mẫu thực hiện cái nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Đối với việc tổ chức kỷ luật thì sẽ có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành tốt sự phân công điều động của tổ chức, cũng như là chấp hành nghiêm điều lệ đảng, quy định những điều đảng viên không được làm, và trong quá trình làm việc thì làm đúng giờ, đúng hẹn và đúng thẩm quyền. Ngoài ra, tôi cũng sẽ quan tâm trong cái đoàn kết nội bộ, đó là xây dựng và giữ gìn đoàn kết nội bộ ở tại đơn vị, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm cho người khác, và tham gia tốt trong công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền đoàn thể, trong sạch vững mạnh ở nơi công tác cũng như là nơi cư trú. Việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm của năm qua và công tác lãnh chỉ đạo thực hiện các kế hoạch chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội các cấp của đảng và thực hiện chuyên đề năm 2024 như thế nào? Để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian vừa qua thì bản thân cũng sẽ cùng với tập thể thường trực, ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ của huyện cũng như là cán bộ đảng viên ở đơn vị, trong đó cũng sẽ quan tâm trong cái việc bám sát chỉ đạo của ban thường vụ tỉnh ủy và sẽ thực hiện nghiêm các cái quy chế, quy định, các chương trình, kế hoạch đã đề ra, sắp xếp và tổ chức thực hiện các công việc làm sao là có một cách khoa học hiệu quả để tránh bị động, và tiếp tục cùng với tập thể để phát huy vai trò tham mưu của từng cơ quan, phòng ban, ngành đoàn thể địa phương. Và đặc biệt đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đảng viên thì cũng sẽ quan tâm, động viên tinh thần tự học, tự rèn, tinh thần trách nhiệm, ý chí, quyết tâm của cán bộ để làm sao là nâng dần chất lượng, hiệu quả của công tác tham mưu. Bên cạnh đó thì cũng sẽ phối hợp để thực hiện tốt các cái chỉ tiêu mà nghị quyết năm 2024 đã đề ra, trọng tâm đó là phát triển 100 đảng viên mới trở lên, công nhận 12 chi bộ ấp khu phố trong sạch vững mạnh toàn diện. Và đối với các cái xã mà đạt chuẩn nông thôn mới, cụ thể là xã Tân Thanh Tây và Khương Khánh Trung A, thì phấn đấu để làm sao là được tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Và đối với xã Thành An thì đạt ít nhất là 14 trên 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Các cái xã mà được công nhận xã nông thôn mới đó là Khánh Thành Tân, Nhuận Phú Tân và Phú Mỹ. Ngoài ra thì cũng sẽ quan tâm để tổ chức thực hiện tốt diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra. Trong năm 2024 thì bản thân đề cao quyết tâm chính trị, đó là xác định rõ mục tiêu phấn đấu là phát huy tinh thần đồng khởi, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, đẩy mạnh phát triển công nghiệp và thương mại dịch vụ, tạo đột phá về du lịch, xây dựng hoàn thành cơ bản tiêu chí huyện nông thôn mới vào năm 2024. Và với chủ đề bứt phá nhằm phát huy tinh thần tiến công, năng động đổi mới vượt bậc, nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, để phấn đấu đến cuối năm 2024 thì cơ bản hoàn thành các cái chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ. Và trong đó thì cũng sẽ quan tâm thực hiện tốt về công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, tập trung vào 5 nhiệm vụ và 4 chỉ tiêu chủ yếu, và thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, tập trung vào 5 nhiệm vụ và 17 chỉ tiêu cụ thể. Và đối với việc lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị thì cũng sẽ quan tâm tập trung trong cái việc theo dõi, nắm chắc tình hình tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân, và tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao nhất, tạo thế bứt phá để thực hiện đạt và vượt các cái mục tiêu đề ra trong năm 2024 và cơ bản là đạt các cái chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ. Thứ hai đó là sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, và xây dựng đội ngũ cán bộ công chức từ huyện cho đến xã thị trấn vững về tư tưởng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ. Và thứ ba đó là sẽ tăng cường lãnh chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát, kéo giảm tình hình đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật. Và thứ tư đó là tiếp tục triển khai thực hiện tốt kết luận số 01 của Bộ Chính trị và chỉ thị số 01 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, và phát hiện, biểu dương, khen thưởng các cái điển hình trong thực hiện và phát huy có hiệu quả mô hình xây dựng khéo. Và thứ năm đó là nâng cao cái chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các cái tổ chức thành viên trong cái tuyên truyền vận động nhân dân. Đối với việc thực hiện phát triển mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thì bản thân cũng sẽ quan tâm phối hợp lãnh đạo tập trung vào 5 nhiệm vụ chủ yếu, đó là xây dựng nông thôn mới và chuyển đổi số. Thứ hai đó là đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân các cái công trình dự án, mở rộng thu hút các cái doanh nghiệp đầu tư vào cụm công nghiệp Tân Thành Bình và đầu tư phát triển đô thị Tân Thành Bình, Phước Mỹ Trung và Nhuận Phú Tân. Ngoài ra thì cũng sẽ quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã, các tổ hợp tác,
Thứ tư nữa đó là quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả đất đai, bảo vệ môi trường. Và cái cuối cùng đó là sẽ quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là an ninh nông thôn. Và thông qua bản cam kết thì bản thân cũng sẽ cam kết là phải phối hợp chặt chẽ cùng với tập thể để làm sao là lãnh đạo thành công việc thực hiện nghị quyết năm 2024, góp phần xây dựng hoàn thành cơ bản các cái tiêu chí của huyện nông thôn mới, huyện Mỏ Cày Bắc trong thời gian tới. Chân thành cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn ngày hôm nay.